Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình. Trước khi vào đầu đeo nhưng mà sẽ chơi bạn ứng dụng có tên là Nocturner. Đây là ứng dụng này sẽ giải phóng RAM cho bạn. Ngoài ra là sẽ diệt virus nè, hay gì mà sẽ tiết kiệm pin nè. Chúng ta sẽ bắt đầu với tính năng đầu tiên đó chính là dọn RAM. Đó là nó sẽ giải phóng các ứng dụng đang chạy ngầm trong máy bạn. Cũng như ứng dụng như là Zalo, Facebook gì đó, Messenger nó chạy ngầm trong máy bạn này, nó sẽ tắt ứng dụng đó, giúp cho máy bạn nào yếu là sẽ mượt mà hơn. Và ngoài ra chúng ta có tiết kiệm pin nè. Tiết kiệm pin ok. Thì bạn nào máy nào bị chai pin hay gì đó, nó nhanh hết pin rồi bạn sẽ quen đang quét ứng dụng làm hao pin, nó sẽ tắt ứng dụng làm hao pin nó đi. Ok, đã ngủ đông mình trên ứng dụng đó bạn, thì lúc này máy bạn sẽ ít tốn hao pin hơn. Thì ngoài ra chúng ta có rất nhiều tính năng khác nhau như là tăng tốc quản lý hình ảnh nè. Nếu mà hình ảnh của bạn, file hình ảnh của bạn nặng á, thì ứng dụng này nó sẽ làm cho nó nhẹ hơn. Các bạn nhớ tải ứng dụng này nha. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu video nè. Thank you.
thousand years later. No, God! We can get high, because we can't, I feel alive anywhere.